Mahāyā, Nam mô Dhammāyā, Nam mô Sanghāyā. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ pháp sư đã vào tới, con xin kính mời chư vị cùng với như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma chaloka thi pati saham pati katan chali an thi warang ayajata santi thasantam Parachang Kachatika Dese Tu Thammang Anukam Dimang Bachang Santham Maferin Vinyayang Chakayang Suatam jabantam avitam majamam Ako tayantu jatusan jadandang Babu thanayye parisayamanche Ewang saham bati brahma Phagavantam ajachata Tanhi phawe na tang bhutho Karunye na thi vasaya Tanha vutaya padena Migada yang tato gato pancha vayada yonaye amang baye si thammato tato paputi sambhuto anuna thamma desanam makhavasani dese si Sattanang antha sinthakam Tena sattu ayu phante Dese tu thamma desanam Sambhayitha parisaya Anukambam bikatawe Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử may trước khi chị Nguyên Trang hoặc là chị Hà có thể đọc chánh kinh của ngày hôm nay. Và quý vị đọc theo cái phần mà mình làm trong cái sơ đồ nha quý vị. Nguyên Như đã post lên cho lớp. Dạ con xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa với đại đức tăng. Dạ, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thứ hai trong phần tứ niệm xứ và phần niệm thọ.
Thì trước khi chia sẻ giải thích về cái phương cách niệm thọ thì xin mời cô Như, Nguyên Trang hoặc cô Hà sẽ đọc phần tóm lược để quý vị có thể nắm vững, và sau đó sư sẽ giảng rộng và chi tiết hơn. Và bây giờ xin mời quý vị Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào Đạo Tràng và Thưa Sư. Dạ, con sẽ xin đọc bản chánh kinh này về niệm thọ. Quán niệm thọ là tu tập chánh niệm tỉnh giác đối với các cảm thọ phát sanh như khổ, lạc, u, hỷ, xả. Ghi nhận cảm thọ liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất. Niệm xứ này lấy thọ uẩn làm đề mục. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh ạ. Con xin trao mít lại cho Sư Pháp Thanh cùng để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Thì thọ quán niệm xứ Vedana Anupassana Satipatthana, tức là vị hành giả quán sát các cảm thọ đang sanh khởi. Các cảm thọ được phân biệt như lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Sau đó được phân biệt thành cảm thọ trên thân và tâm. Tất cả những cảm thọ khác nhau nhưng quán sát như một đề mục. Thì quý vị biết là thọ nó là một cái sự mà quán chiếu tam tướng trên phương diện cảm giác thân và tâm, gọi là quán niệm thọ, quán niệm xứ. Thì quý vị nhớ rằng hả, nơi nào có xúc thì ở đó sẽ có thọ. Nếu mà mình nói tóm lược thì nó gồm có nhiều, như là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thì cái do có cái nhãn xúc thì nó sẽ sanh nhãn thọ. Rồi do cái nhĩ xúc thì nó sẽ có nhĩ thọ. Rồi hả, tỷ xúc mà thì nó có tỷ thọ. Thiệt xúc thì sẽ có thiệt thọ, thân xúc thì nó có thân thọ, và ý xúc là có ý thọ. Do đó, đó mà thọ có thể chia ra làm ba cái trạng thái là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Nhưng mà nếu mà chia sẻ đó trên thân và trên tâm thì nó có thể có năm lạc thọ hay là hỷ thọ, là lạc thọ ở trên thân,
hỷ thọ ở trong tâm, khổ thọ ở trong thân, mà ưu thọ thì ở trong tâm. Còn cái xả thọ là cái trạng thái không khổ không lạc, trung bình, trung dung, thì nó có cả ở ở trong thân, ở trong tâm. Thì khi mà thân có gặp được cảnh mà thích hợp, thích hợp ở đây là làm một cái trạng thái thân quen vui thích trong cái cảnh đó, thì gọi là lạc thọ. Rồi khổ thọ đó là khi mà thân nó xúc chạm với những cái cảnh khó chịu, thô ráp, thì sanh ra khổ. Còn cảnh trung bình, tức là không khổ không lạc, thì gọi là xả thọ. Rồi nếu mà trong tâm, khi mà có cái trạng thái thích thú, gọi là hỷ thọ, mà cái trạng thái ưu phiền buồn rầu gọi là ưu thọ, và khi mà cái trạng thái quân bình thì gọi là xả thọ. Đó. Chúng ta phải biết rõ các cái trạng thái khi mà mình muốn đi vào quán chiếu cái cảm thọ, thì mình phải thấy được khi nào cái thân mình nó quân bình, tức là lúc đó là không khổ không lạc. Rồi khi mà cái khổ của thân, đau đớn tê nhức thì nó sinh ra đó, thì gọi là khổ. Do đó mà những cái trạng thái giữa thân và tâm á, nó có một cái sự liên hệ mật thiết với nhau, hay là nói là danh và sắc đó. Khi mà cái thân mà nó có cái trạng thái an lạc sinh khởi thì cái tâm á nó cũng an vui theo. Mà khi mà cái tâm á mà nó có những cái trạng thái ưu phiền, lo buồn, thì sao? Cái thân nó cũng quẻ quải, ủ rũ. Cho nên là giữa thân và tâm nó có những cái sự liên hệ với nhau. Mà vì hành giả quán thọ đó, thì chúng ta phải phân biệt rõ từ cái những cái trạng thái nó đang sanh khởi như thế nào, biết như thế đó. Rồi khi có những cái thay đổi, những cái chuyển biến, những cái trạng thái cảm giác nó thay đổi mình biết, thì chúng ta luôn luôn là quán sát để mà mình hay biết. Thì cái phương pháp để mà niệm thọ đó, thì vị hành giả khi mà sau khi tọa thiền, tức là ngồi một cách an ổn rồi, chúng ta giữ thân an tịnh, một trạng thái quân bình, không có quá cứng nhắc gồng cứng, mà cũng không có quá buông lỏng, giữ thân ở một cái trạng thái quân bình đó. Rồi sao? Chúng ta quan sát những cái cảm giác ở trong thân mình, tức là mình xem xét cái những cái cảm thọ như là rần rần
hay là mát mẻ, hay là nóng nảy, hay là cái gì đó nó đang diễn biến trong thân mình như thế nào, à mình biết như thế đó. Hoặc là quý vị có thể quan sát những cái chỗ xúc chạm, như là cái mông nó đang xúc chạm ở trên cái mặt ghế hay là cái nền nhà, cái trạng thái nó biết là sự xúc chạm cứng như thế nào biết rồi. Hoặc là những cái chỗ mà hai cái chân xếp chồng lên nhau nó có sự xúc chạm, nó cảm giác như thế nào, nó ấm ấm, nó nóng nóng ha. Hoặc là hai cái bàn tay, bàn tay mặt đặt trên bàn tay trái, rồi nó có cái sự xúc chạm, nó mát, nó nóng như thế nào đó, mình ghi nhận cái trạng thái ở chỗ đó. Rồi thường xuyên đó thì vị hành giả hay quan sát cái cảm thọ ở nơi mũi. Ví dụ như khi mà chúng ta thở vô đó, thì cái chuyển động cái luồng không khí nó đi vào, nó có sự xúc chạm, mát mát, tê tê rần rần gì đó ở trên cái cánh mũi, bên bên mặt, bên trái gì vậy, hay là hoặc là cái sự xúc chạm tê tê rần rần ở trên cái môi trên, nó mát mát gì đó. Rồi khi mà quý vị thở ra thì cũng vậy, nó cũng có sự xúc chạm, cái hơi nó hơi ấm ấm và hơi nóng nóng, nó xúc chạm ở cánh mũi hoặc là cái môi trên đó. Thì khi mà quý vị theo dõi các cái cảm giác, những cái chỗ mà nó xúc chạm mà nó hiện khởi lên những cái cảm giác, chỗ nào thì mình niệm chỗ đó, chỗ nào mà các cái cảm giác nó hiện khởi một cách rõ nhất, thì chúng ta theo dõi ở chỗ đó. Đó, thì khi mà chúng ta theo dõi như vậy đó, chúng ta sẽ thấy cái sự sanh diệt, sự thay đổi không ngừng. Nếu mà quý vị quán chiếu các cái cảm thọ toàn thân thì quý vị sẽ thấy ở trong thân mình có một cái cảm giác, nó có sự di chuyển, lưng lưu rần rần rần, giống như là có những cái con kiến nó đang bò, từ trên đỉnh đầu xuống tới dưới bàn chân. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự thay đổi này đó, thì chúng ta biết các cái cảm giác nó đang sanh khởi như thế nào, mình biết như thế đó, mình ghi nhận một cách rõ ràng các cái cảm giác nó sanh ra. Thì cái ý nghĩa của thọ này, cái trạng thái nó là luôn luôn là hưởng cảnh, hưởng cảnh. Thì nó có ba cái thọ là lạc, khổ hoặc là xả. Cái phận sự nó là hứng chịu của cảnh, rồi cái thành tựu nó là có những cái cảm giác lạc, khổ hoặc xả. Cái nhân gần của nó là có cái gì, có xúc. Thành ra đó, ở đâu bất cứ chỗ nào mà có xúc thì nó có thọ, quý vị nhớ vậy đó. Thì một cái phương pháp hành thiền mà để quán sát về các cái cảm thọ, tức là sao, chúng ta luôn luôn theo dõi các cái trạng thái cảm giác nó đang diễn ra ở trong thân hoặc là ở trong tâm. Khi mà chúng ta quan sát như vậy, chúng ta ghi nhận rõ cái trạng thái các cái cảm thọ nó sanh, nó thay đổi, nó diệt như thế nào biết rõ, tâm
đang ở cái hứng chịu cái cảm giác nào, mà rồi thân nó đang cảm thọ như thế nào, mình biết rõ như thế đó, theo dõi một cách chặt chẽ miên mật như vậy, không có để cái tâm chạy ra khỏi cái đề mục, thì theo dõi quán sát như vậy gọi là quán niệm hay là thọ quán niệm xứ, tức là đặt cái tâm chánh niệm ghi nhận ở trên các cái cảm giác. Thì khi mà chúng ta ghi nhận, khi mà chúng ta thiền tập trong đời sống, thì quý vị thấy rằng cái thọ đó nó luôn luôn nó sanh ở trong các căn. Ví dụ như cái trường hợp mà một cái cảnh nó sanh khởi, khi mà cái sắc nó sanh khởi thì sẽ có căn cảnh tạo thành xúc, mà xúc thì sẽ có thọ, thì nhãn thọ chúng ta sẽ theo dõi cái nhãn thức này nè, cái nhãn thọ lúc đó nó như thế nào, chúng ta nhận thức cảnh như thế nào. Thì cũng vậy, khi mà nó sanh khởi nó có hai thọ lạc hoặc là thọ khổ, thì quý vị học là nếu mà cái các cái tâm các tâm quả bất thiện vô nhân nó cho cảnh xấu, tức là thấy những cái nhãn thức thấy những cảnh xấu thì thọ khổ, và nếu mà tâm quả thiện vô nhân thì nó cho những cảnh tốt, nhãn thức thấy những cảnh tốt thành ra là thọ lạc thọ ý. Quý vị nhớ rằng đó, những cái cảnh tốt này nè nó mới là duyên cho những cái tham ái sanh khởi, còn những cảnh xấu thì nó sanh cho ưu phiền bực bội khó chịu. Cho nên á là qua cái nhãn thọ biết, còn nếu mà khi mà chúng ta nhìn cảnh mà không có sự chú tâm thì nó ở trạng thái xả, nhưng mà xả đây là xả trong cái vô minh, cái si mê, nhận thức cảnh một cách không rõ ràng. Còn nếu mà quý vị có sự ghi nhận trí tuệ, niệm tuệ và tinh tấn một cách đầy đủ thì sao, nó sẽ cái nhãn thọ xả, nhưng mà xả trong cái trí tuệ. Chính vì cái điều kiện này mà chúng ta thực hành để chúng ta có trí tuệ, để diệt trừ đi cái si mê phiền não, là thấy sai đối tượng rồi chúng ta chấp thủ để phiền não nó sanh khởi. Cho nên khi mà cái thọ quán niệm xứ là chúng ta quán các cái cảm thọ nó đang sanh khởi qua sáu căn trong đời sống bình thường. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta quán những cái cảm thọ, thí dụ cái vị hành giả khi đi thì biết cái gì, biết những cái cảm giác cái chân đặt xuống là nhà nó cứng, nó nóng, nó lạnh như thế nào mình biết rồi. Rồi khi mà chúng ta thân của chúng ta đó
cảm nhận cái thời tiết ở bên ngoài, nó nóng hay là nó mát hay là nó lạnh, mình biết. Rồi khi mà chúng ta tọa thiền thì cái sự quan sát của chúng ta, những cái cảm thọ đang diễn ra ở trên ngũ quẩn, ở trong thân, thân nó đang thọ cái trạng thái như thế nào, mình ghi nhận rõ ràng như thế đó. Rồi cái trạng thái của những cảm giác trong tâm lúc đó nó thích thú, thọ hỷ, hay là hoặc là nó rực rãi, nó khó chịu, bực bội, là thọ ưu. Hoặc là khi mà chúng ta có ghi nhận đầy đủ với trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, thì chúng ta thấy đối tượng một cách rõ ràng, đúng đắn, thì coi như là xả thọ. Khi mà chúng ta quan sát như vậy, các cảm giác nó đang diễn ra, rồi nó di chuyển, nó sanh, nó diệt, nó thay đổi như thế nào, thì chúng ta quan sát từng chút, từng giây phút, từng sát na, thì chúng ta sẽ thấy rằng cảm thọ là nó luôn luôn là thay đổi. Nó luôn luôn là thay đổi. Rồi nó luôn luôn là những cái đối tượng mới. Cái trạng thái của thân, của tâm, khi mà mình quan sát cái hơi thở vô, cái chuyển động của hơi thở vô, rồi những cái cảm thọ của hơi thở vô nữa, nó như thế nào, thì nó đã hoàn toàn diệt tắt. Và cái cảm giác, cái trạng thái cảm thọ của hơi thở ra là một đối tượng hoàn toàn mới. Cái cảm giác nó khác. Hồi nãy mình thở vô đó, thì nó mát mát, nó tê tê rần rần. Nhưng mà khi mà cái chuyển động cái hơi thở ra đó, thì sao? Cái sức nóng ở trong thân mình ra, thành ra cho nên bây giờ nó cũng tê tê, nhưng mà đều có cái nó hơi ấm ấm, hơi nóng nóng, đúng không? Thành ra đó, cái tâm chánh niệm ghi nhận rõ cái cảm thọ đó của cái hơi thở ra, nó diệt mất. Và cái hơi thở vô đó là một cái đối tượng mới, nó cũng sanh trụ diệt, luôn luôn là nó thay đổi không ngừng. Cho nên chúng ta cứ ghi nhận rõ các cái thay đổi. Rồi chúng ta thấy sao? Hồi nãy khi mà bắt đầu, chúng ta mới bắt đầu vô tọa thiền, cái sự tinh tấn của mình khi mà mình đi kinh hành á, khi ngồi xuống á, nó còn rất là mạnh, cho nên cái thân mình á, lúc đó cái rung động mà mình ghi nhận các cái cảm thọ ở trong cái thân của mình, các sự rung động nó mạnh hơn. Nhưng mà khi mà mình quan sát cái cảm thọ toàn thân á, khoảng ngồi chừng 5-10 phút là nó thay đổi. Nó sẽ an ổn hơn, an tịnh hơn. Rồi khi mà chúng ta vừa đi kinh hành xong, chúng ta ngồi thiền, thì cái tâm nó còn phấn chấn. Cái tâm còn phấn chấn. Cái cảm thọ hỷ nó còn mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhận một thời gian đó, thì cái trạng thái phấn chấn này bắt đầu từ từ nó lắng dịu. Thì cái trạng thái hỷ á, nó trở nên an tịnh hơn, thân thọ lạc nó an tịnh hơn. Đó, thành ra đó, cái trong mỗi cái cảm giác á, qua cái thời gian nó cũng thay đổi. Rồi sao?
Khi mà mình trải qua, mình ngồi khoảng chừng hơn nửa tiếng hoặc là 45 phút thì sao? À, bắt đầu rồi, nó có biến chuyển rồi đó. Bắt đầu sao? Nó tê, những cái trạng thái tê, đau, nhức, trạng thái mỏi cổ, mỏi lưng thì đó. Rồi sao? Cái sự nhiệt não do thời tiết, trong thân nó nóng, nó nóng, rồi sao mồ hôi tuôn chảy, cái cảm giác thấy nó là khó chịu đó. Rồi nếu mà cái trường hợp á, mà chúng ta ngồi có sự hỗ trợ của cái vật chất bên ngoài, thí dụ như là có quạt máy nè, hoặc là chúng ta ngồi ở trong cái phòng có máy lạnh nha, thì sao? Khi mà quý vị mà đang ngồi vậy, rồi đột nhiên cái mà có máy lạnh nó chạy, ví dụ hồi nãy là mình bắt đầu vô mình ngồi thiền nó cúp điện chắc hẳn, ngồi một hồi thì bắt đầu cái trạng thái khó chịu của thân của tâm nó sành khởi, nhưng mà đột nhiên cái điện có trở lại, thì cái quạt máy là hoặc là cái máy lạnh nó chạy trở lại á, nó có một cái cảm giác mát mẻ, thì lúc đó nó giải tỏa được cái sự nhiệt não của thân, cái sự khó chịu của tâm. Thì đây là những cái trạng thái an lạc mà nó phụ thuộc vào vật chất bên ngoài. Đó. Rồi nếu mà chúng ta có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, nếu mà chúng ta suy xét, chúng ta thấy rằng đời sống là như vậy, thời tiết luôn luôn nó thay đổi, mùa hè thì nó phải chịu cái sự nhiệt não rồi, mà tới mùa đông thì nó phải chịu cái sự buốt giá lạnh lẽo rồi. Thì chúng ta vượt thoát ra những cái cảm giác khó chịu do sự chi phối của thời tiết. Với trí tuệ chúng ta quán niệm, chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh, thì như vậy đó, những cái cảm thọ này ta vượt thoát đi với hiểu biết, với trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta thích thú những cái cảm giác an lạc, mát mẻ, phụ thuộc vào những cái điều kiện của tây nghi lợi ích vật chất, thì khi mà không có những cái điều kiện này thì chúng ta sẽ khổ. Thì những người mà sống quen có những cái tiện nghi máy lạnh hoặc máy rồi chẳng hạn, nhưng mà gặp những cái trường hợp mà nó ở những nơi mà không có cái điều kiện, những cái tiện nghi đó không có, thì sao? Những người đó rất rất là khó chịu, rất là khổ sở. Cho nên là thật sự ra cái khổ thọ đó nó không nhiều, nhưng mà khi mà nó diễn biến trong tâm chúng ta đó, khi mà cái tâm của chúng ta rực rãi, cái nhiệt não ở trên thân và cái tâm nó thọ ưu, nó bực bội, nó khó chịu, không chấp nhận cái trạng thái nóng bức nhiệt não này đó, thì bắt đầu cái khổ nó sẽ nhân lên gấp đôi hoặc là gấp nhiều nhiều lần. Do đó đó, khi mà chúng ta phụ thuộc vào những cái vật chất, những cái tiện nghi ở bên ngoài, thì chúng ta sẽ thấy là cái khổ. Và khi mà chúng ta cái khổ ở trên thân, nhưng chúng ta chấp nhận, chúng ta biết với trí tuệ chánh niệm tỉnh giác, chúng ta quán sát, thì cái khổ nó chỉ diễn ra trong thân mà nó không diễn ra ở trong tâm. Đó, thì cái chỗ khác nhau của vị hành giả, của
các bậc thánh nhân là chỗ đó. Đó. Thì cái khổ nếu mà nó diễn ra, nó làm cho chúng ta bực bội khó chịu, hoặc là cái lạc nó sinh khởi rồi chúng ta chạy theo, chúng ta bám níu chấp thủ vào cái lạc đó, chúng ta ngồi thiền mà mong được những cái trạng thái an lạc ở trong thân, chúng ta mong được những cái trạng thái hỷ lạc nó phát sanh ở trong tâm, thì như vậy là chúng ta ngồi với cái tâm phiền não. Còn nếu chúng ta có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, chúng ta quán sát rõ tất cả các cảm thọ nó đang diễn ra như thế nào, mình biết rõ để ghi nhận đối tượng như thế nào, mình ghi nhận rõ như thế đó, không bám níu, không chấp thủ, mà cũng không bực bội khó chịu, không xua đuổi với cái tâm quân bình chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái đối tượng nó rất là rõ ràng. Thì khi mà quán sát các đối tượng đó, quý vị sẽ thấy rằng khi mà quý vị quán sát các cái thọ khổ đó, nó rất là rõ, tại vì nó là cái cảm giác nó thô. Nhưng mà sao? Thường thường là chúng ta không có, khi mà cái tê, cái đau, cái nhức á, mà nó sinh khởi á, thì chúng ta bực bội, khó chịu, chúng ta không chấp nhận, chúng ta là cho là cái đối tượng này là cái đối tượng xấu, mình không có chịu quan sát. Rồi khi mà những cái trạng thái mà lạc, thích thú, hoặc là hành xả, là những cái hai cái đối tượng nó rất là vi tế, nó rất khó quan sát, là chúng ta bất cứ đối tượng nào thì mình cũng phải quán sát thật rõ, nhất là đối với các cái đối tượng đau tê nhất. Như bữa hôm rồi sư có nói là cái trạng thái khi mà chúng ta đau tê nhất, khi mà nó xảy ra và chúng ta có cái ý mà muốn thay đổi những cái hoài nghi chút xíu. Ví dụ hồi nãy là mình ngồi mình gác cái chân mặt gác lên chân trái chẳng hạn. Bây giờ nó đau, nó tê nhức quá, mình có thể mở cái chân mặt ra, mình đặt xuống để cái chân mặt nó không còn đè lên cái chân trái nữa. Thì khi mà chúng ta có quyền thay đổi để chúng ta quán sát các cái cảm thọ này, nhưng mà không nên là thay đổi hoài, tại vì khi mà khi quý vị mà cứ thay đổi cái hoài nghi liên tục á, thì cái tâm mình nó rất là bận rộn, nó không có ấy. Và cái gì, chúng ta không chấp nhận cái đối tượng trong hiện tại, cho nên chúng ta thay đổi đó. Thì sao, mình thấy rằng cái tâm mình nó đang khổ, đang thọ ưu, cái khổ thọ trên thân, và cái tâm nó bực bội, nó khó chịu, nó không chấp nhận cái trạng thái này, cho nó thúc đẩy mình thay đổi. Còn nếu mà chúng ta quan sát thấy đến lúc cái sự kham nhẫn của chúng ta nó có chừng mực, đến lúc chúng ta cần thay đổi thì chúng ta phải thay đổi một cách hết sức là nhẹ nhàng và trí tuệ. Trước khi mình thay đổi hoài nghi đó, mình phải xem lại cái trạng thái tâm của mình như thế nào, cái cảm thọ tâm mình lúc đó có bực bội, có khó chịu hay không, hay là mình đang có chánh niệm tỉnh giác đầy đủ. Khi mà mình quan sát tâm mà không có sự bực bội, khó chịu,
ưu phiền, thì lúc đó chúng ta xét thấy cần phải thay đổi. Và chúng ta dùng cái quán sát cái cảm thọ này nè, quán sát cái cảm thọ khổ, thì chúng ta bắt đầu từ từ chậm nhẹ nhàng, từ từ thay đổi, để chúng ta ghi nhận được cái cảm thọ nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì lúc đó nó đang đau, đang tê, đang nhức, mà chỉ cần quý vị chỉ cần nhích nhẹ một chút xíu thì cái tốc độ các cái cảm thọ nó thay đổi, nó diễn biến rất là nhanh. Cho nên chúng ta phải quan sát ngay cái lúc này nè, cái sự thay đổi của cảm thọ nó di chuyển, rồi nó thay đổi cách nhanh chóng như thế nào, biết rõ như thế đó. Để mình thấy rằng là cái thọ này á, là nó chỉ là những cảm giác, nó luôn luôn sanh diệt, thay đổi. Phía sau những cái cảm giác này không có một cái bản ngã, không có một con người, không có người nào mà điều khiển được các cái cảm thọ này. Nó chỉ diễn biến theo nhân, theo duyên, theo tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta quán sát, chúng ta thấy được như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm ở trong đời sống. Những lúc mà chúng ta gặp những cái cảnh tốt, khả hỷ khả lạc, chúng ta cũng không có bám chấp thủ tầm cầu, mà khi mà chúng ta gặp những cái cảnh xấu mà không thích ý vừa lòng, thì chúng ta không có bực bội khó chịu, vì chúng biết biết là nó sanh rồi nó diệt, nó không có mãi mãi trường tồn. Dù cho tê đau nhất, nhức răng, nhức đồ gì đó, đau nhất của bệnh tật gì đó, thì giờ sao nó cũng sẽ thay đổi, nó tăng rồi nó giảm, mà rồi nó cũng hết, thấy không? Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta sẽ để cái cảm thọ khổ đau nó diễn ra trong thân, mà cái tâm không có khổ đau, không có ưu phiền, thì cái khổ, nhưng mà chúng ta lấy thọ duyên cho mình. Còn nếu mà thọ mà chúng ta sống với phiền não, thích thú hoặc là xua đuổi, thì thọ duyên cho phiền não, hay là thọ duyên cho ái, thì lúc đó khổ đau sẽ phát sinh. Cho nên với một vị hành giả, chúng ta phải hiểu biết những cái kinh nghiệm này để chúng ta áp dụng trong thiền tập, cũng như là áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Khi các cái trạng thái cảm giác nó diễn qua các căn, cũng như là nó diễn qua trong danh và sắc, nếu chúng ta sống đầy đủ trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác, thì sẽ đem đến một cái nội tâm quân bình, an vui. Còn nếu chúng ta không quan sát đầy đủ, chúng ta còn chảnh mãn dễ vui, chạy theo trần cảnh bên ngoài, thì khi mà xúc thọ, những cái thọ hỷ thọ lạc, thì thích thú bám níu, chấp thủ sanh khởi. Rồi nếu mà những cái trạng thái không thích ý vừa lòng, thì sao? Bực bội khó chịu, sân hận sanh khởi, thì chúng ta sống với phiền não khổ đau. Còn nếu mà chúng ta biết không có đối tượng nào là tốt, không có đối tượng nào là xấu, và
đối tượng, các cảm giác, các cảm thọ thì luôn luôn sanh rồi diệt, luôn luôn là thay đổi, không ngừng biến chuyển trong từng giây từng phút. Như vậy thì chúng ta sẽ thoát ra, chúng ta những cái cảm thọ sẽ duyên cho trí tuệ, hay là cảm thọ duyên cho mình, thì phiền não khổ đau sẽ không phát sinh. Và ngay lúc đó chúng ta cắt đứt được cái dòng phiền não. Thì với những cái lời dạy của và các cái phần chú thích của các bậc trưởng lão, và do chút ít những cái kinh nghiệm thì xin chia sẻ với quý vị. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư Phật hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, pháp thể khang nghe, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được nhiều những cái kinh nghiệm trong sự thực tập về thọ quán niệm xứ, để quán chiếu tam tướng qua danh sắc, qua các căn, để chúng ta có sự hiểu rõ và vượt thoát ra cả những cái phiền não, sẽ đem đến một cái đời sống an vui tốt đẹp. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập tinh tấn, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt A Di Đà. Và bây giờ thì xin mời chư trưởng lão cũng như là mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài niệm thọ ngày hôm nay. Nam mô Bụt A Di Đà. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, và con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã rất là nhiều, đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học về hôm nay về quán thọ. Và một lần nữa con kính tri ân sư. Và sau đây con kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi . Và con kính mời đạo tràng. Kính mời anh Mỹ. Anh Mỹ có câu hỏi không? Và trong nội tràng hôm nay rất là đông. Dạ, xa thú bàn tay của anh Mỹ nha. Nguyên Trang kính mời . Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Dạ, con kính đến lễ quý sư, con kính đến lễ quý chư tăng ni. Dạ, con kính đến lễ đạo tràng. Dạ, nếu mà hồi nãy sư có nói là các đối tượng coi các đối tượng không có coi đối tượng nào tốt hay là xấu, nếu mà con hiểu không đúng á, thì con thì con sẽ bỏ cái tưởng của con vào và nhìn đối tượng và với cặp mắt không có đè, với cái sự đè nén là không có tham và không có sân. Vậy con, nếu mà con hành không đúng thì con đơ đơ ra, con nhìn cái cảnh gì cũng vậy, và con nghe cái gì cũng vậy, con đơ đơ ra như vậy, vậy thì không đúng. Vậy xin sư giảng rộng thêm vào khi mà nhìn cái đối tượng như thế nào để mà mình không có bị đơ đơ ra như vậy mà mình có thể tiếp xúc với cuộc đời được. Dạ, kính tri ân sư giảng dạy . Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Thì khi mà có một mà đối tượng sân khởi đó, chúng ta nhận thức đối tượng qua cái gì? Qua cái tưởng.
À, giả dụ như bây giờ đó, có một cái vật gì đó à, màu vàng chẳng hạn, một vật màu vàng à, đưa ra hỏi một cái đứa bé à, biết cái này không, thì nó nói là biết, nhưng mà cái biết của cái biết của đứa bé đó là qua qua cái tưởng, qua cái tưởng. Vì á, khi mà lúc đầu nó chưa biết à, nó gặp cái vật đó lạ quá, nó hỏi à, thì à, cái người lớn mới nói cho nó à, cái đó là vàng à, nó chỉ nhận thức vậy thôi. Khi nó gặp cái vật đó thì cái tưởng nó hiện khởi lên à, người ta hỏi nó biết không, nó biết à, vàng rồi, vậy thôi. Chứ còn về cái gì khác nữa thì nó không biết đó. Thì cái trạng thái của tưởng là nó biết, biết một cách cạn cợt à. Rồi cái trường hợp của người khác, cái người này cũng biết, nó sâu hơn chút. Ví dụ như cái anh nông dân đi, anh gặp một cái cục vàng đó, anh biết, nhưng mà cái bản chất, cái sức nặng của cục vàng nó là bao nhiêu đó, thì anh này anh đâu có rõ. Không, anh chỉ nhận thức là biết nó có giá trị, nó là cục vàng như thôi. Cái biết của anh nông dân thì nó hơn cái để biết của đứa bé rồi đó à, nhưng mà cái gặp một cái anh mà gọi là cái người mà à, thủ quỹ à, cái người mà làm cái thủ kho, tại vì hàng ngày là anh ta nhập xuất, anh ta phân phát à, chi ra thu vô, cho nên là cái công việc này nó thường xuyên rồi, nó thường xuyên rồi. Ra đó khi mà anh ta nhìn qua cái màu của cái thỏi vàng, anh ta à, ước lượng, anh ta cầm cái thỏi vàng lên à, anh ta ước lượng à, mặc dù là nó không chính xác 100%, nhưng mà nó cũng tương đối à, đó. Cho nên nó là trong cái sự thực hành của mình cũng vậy, cái hành, cái thọ xả này đó, như nãy sư nói, thả xả trong cái trạng thái si mê à. Thí dụ như bây giờ á, mình nhìn thọ xả, tức là cái nhìn của mình nó hoàn toàn không có chú tâm, mình nhìn một cách dẫn dơ lơ là à, thì cái này nó cũng xả, nhưng mà trả xả trong cái trạng thái mê mờ, không cảnh, không có ghi nhận cảnh một cách rõ ràng à. Còn cái trạng thái của một cái vị hành giả, người ta ghi nhận cảnh rõ ràng với trí tuệ chánh niệm, nhưng ở trạng thái xả quân bình, không dính mắc, cũng không xua đuổi à, tức là không khổ à, cũng không lạc à. Thì cái trạng thái này với cái trạng thái kia đó, nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ đó, mình vừa ăn cơm, mình vừa đọc sách à, thì cái tâm mình nó lúc một lúc thì nó chạy qua cái vấn đề ăn cơm, mình lúc thì nó trúng vào cái câu văn ở trong cuốn sách. Cho nên á, mình ăn, nhưng mà có những lúc mình ăn mình không cảm giác được trong cái ăn à, cái vị nó như thế nào mình không biết. Thành ra lúc đó nó trơ trơ là sao? Là mình coi lại cái trạng thái tâm mình nó có thật sự nó trọn vẹn nằm ở trên cảnh hay không, hay là tại vì nó phân tâm, nó chạy qua giữa cảnh này cảnh kia, cảnh này cảnh kia, tức là cái cảnh đó nó không quá mạnh, vượt trội hơn những cái cảnh khác, cho nên cái tâm lúc đó, đó là nó chạy qua chạy lại, nó không an trú trên một cái đối tượng
Cho nên cái trạng thái xả này là xả trong cái gọi là cái si mê. À, nó trơ trơ, nó không nhận thức đầy đủ. À, nó mơ mơ hồ hồ. À, mình chỉ thấy một cái, à, thí dụ như bây giờ quý vị đang chú tâm vào cái vấn đề mình đọc sách đi. Có một cái bóng người nó thoáng qua. Mình biết là có một cái bóng người đó, nhưng người nam, người nữ, hình dáng như thế nào, màu sắc như thế nào, mình không có nắm. À, thì lúc đó đó, cái xả này là xả trong cái vô mình, cái si mê. À, tại mình nhìn đối tượng mà mình không có sự ghi nhận đầy đủ. À, còn một cái là mình có trạng thái ghi nhận đầy đủ nhưng không dính mắt. À, thì mình nhìn nhưng mà không có hoàn toàn chú tâm trên cái tục đế. À, là người nam, người nữ, thế này thế kia, à, ông A, ông B, à, thế này thế khác. Thì mình nhìn, ghi nhận một đối tượng với đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, nhưng cái tâm thọ xả là không có so sánh, không dính mắt. À, thì như vậy thì hai cái trạng thái, à, thọ xả, à, nó khác nha. Thì xin phân tích với cái chú Mỹ và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo trang. Và con đã thấy anh Mỹ xa thú ạ. Và con kính chư ân sư đã trả lời câu hỏi. Dạ kính thưa sư, hồi nãy con nghe cái câu hỏi của câu trả lời của sư đó là khi mà hôm nay mình học về quán thọ, mà khi mình quán cái cảm thọ đau đó sư, thì sư nói là mình làm thế nào để mà khi cái đau đến mà để mình không có bị cái cảm thọ đó là không lạc, không khổ. Con nghĩ nó cũng khó lắm sư. Là, kính thưa sư, kính xin sư có thể là chỉ dạy cho tụi con là làm sao mà mình được cái trạng thái như vậy sư. Tại con thấy mỗi lần đau là chết chắc không sư. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư để sư có thể chỉ dạy thêm cho tụi con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ, con xin xuống mất ạ. Của thầy á, nó mù thâm mù sân thầy giá. Ở trong kinh thì Đức Phật dạy nha, hãy để cho thân đau, đừng để tâm đau. Chứ không phải là mình nhìn cái đau đó mà không đau. Cái cảm thọ nó đang diễn ra ở trong sắc, trong thân. À, nhưng mà quý vị biết rằng cái thân này nó không có cảm nhận được, nó là vật chất mà. Nhưng mà biết được cái cảm thọ này là cái gì, là danh. À, danh hay là tâm, nó cảm nhận, nó bắt cảnh, nó biết cảnh. À, rồi cái đau này á, vì mình đồng quá nó là cái đau của tôi. À, cái thân tôi đang đau, cái chân tôi đang đau đó. Rồi cái tâm mình nó không chấp nhận cái cảm thọ này. À, không, rồi sao nó bội rực rãi. À, thì lúc đó đó cái đau á nó cũng đang diễn ra, nhưng mà nó ảnh hưởng đến tâm, nó làm cho cái tâm bấn loạn, sao động, u phiền, uất ức, rồi đi đến gì, khóc, than, đó. Thành ra là lúc đó là cái đau nó đang diễn ra cả sắc và danh trong thân và tâm. À, thì sư mới nói là cái
cái cảm thọ đó nó sẽ nhân lên gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều 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 lần là như vậy. Còn khi mà chúng ta quán sát về cái cảm thọ, cái đau nó đang diễn ra, mình quán sát nó giống như một cái đề mục, mà mình thấy sao cái đau này ở đâu, nó đang diễn ra ở đâu? Đau ở trong thịt, đang ra đau ở trong gân, trong xương, rồi nó tăng, nó giảm, rồi nó di chuyển, hồi nãy nó nhúc nhích, nó chuyển từ chỗ này qua chỗ khác như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, đó. Thì khi mà cái đau, cái tê, cái nhức nó đang diễn ra như vậy, nếu mà mình dùng cái niệm, cái tuệ, mình quan sát các cái cảm thọ này như vậy, thì sao? Cái đau không đang diễn ra trong 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 sắc thôi, trong thân thôi, mà tâm hay là danh không có đau. Đó, thành ra đó, khi nào mà mình quan sát, mình thấy vậy, có những lúc cái cảm thọ đau á, nó tăng đến mức cùng độ. Tại sao? Có khi nó giảm từ từ rồi nó diệt mất. Nhưng mà có những cái lúc á, nó tăng lên mà nó không giảm. Rồi mình quan sát, mình thấy cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng của mình á, đến mức độ đó, bây giờ mình cần phải thay đổi. Nhớ là chứ không phải là nó mới vừa đau là mình lo mình thay đổi nha. Cái trường hợp hồi đó sư có hỏi một cái chú cận sự nam này, hỏi chú hàng ngày có hành thiền không? Ông nói dạ có chứ. Cái sư mới hỏi chứ chú ngồi chú có thấy tê nhất rồi không? Ông nói dạ không có. Cái mình thấy chà, ông này hay quá ta, ông ngồi mà không có tê, không đau nhất gì hết ha. Vậy là ông này cũng giỏi à. Đây sư mới hỏi chứ ở chú ngồi cách làm sao mà chú thấy là không có đau, không có tê nhất gì. Ông nói sao biết không? Con biết là ngồi khoảng chừng 30 phút á thì bắt đầu nó mới đau, cho nên là con ngồi chừng khoảng 20 phút rồi cái con xả, con đi kinh hành. Thành ra là con ngồi mà con không có thấy đau nhất gì sao đó. Thành ra đó chúng ta né tránh cái đối tượng, chúng ta né tránh cái đối tượng này để tìm cái đối tượng khác. Mình biết là ngồi nửa tiếng là nó đau đó, cho nên ngồi chừng 20 phút đó, mình thay đổi hoài nghi mình đi, để cho nó không có đau. Là sao? Mình trốn chạy. Khi mà mình trốn chạy vậy làm sao mình thấy được cái kinh nghiệm, cái sự thay đổi, cái diễn biến của cái cảm thọ. Thân mình nó lúc bình thường như thế nào, rồi lúc nó đau như thế nào, rồi cái đau nó sanh, nó diệt, nó tăng, nó giảm, nó di chuyển, nó thay đổi như thế nào thế nào. Mình không thấy thì làm sao mình kinh nghiệm. Cho nên là chúng ta phải hiểu. Bây giờ á, mình ở trong nhà trời nắng nóng, nhưng mà mình ở trong cái ngôi nhà có máy điều hòa, có quạt máy, thì cái người mà người ta ở đi ngoài đường, người ta mới vừa bước vô nhà, người ta nói trời ơi ngoài nóng quá. Nhưng mà mình ở trong nhà có các cái phương tiện tiện nghi thì mình đâu có làm sao mình cảm nhận được cái nhiệt não, cái nóng ở ngoài nó như thế nào. Mình muốn biết thì mình phải dấn thân ra, mình đi kinh hành, đi ra ngoài mình đi kinh hành chừng khoảng 15-20 phút để mình cảm nhận được cái khổ thọ, cái nhiệt não của cái sức nóng nó như thế nào mình mới biết, thấy không?
Chứ còn nếu mà mình chỉ nhận định trời ơi trong nhà này tôi thấy nóng gì đâu, hả? Ở mày trời ơi, nó khỏe chứ mồ có gì đâu khổ, hả? Nhưng mà mình không dám ra ngoài, thành ra mình nói đâu nóng, tôi đâu thấy nóng gì đâu, hả? Đó, thành ra đó có những người vì người ta sợ, à, người ta sợ những cái cảm thọ khổ, người ta né tránh, à, người ta không dám đương đầu. Thì sao? Thì người ta không kinh nghiệm được cái thực tế, cái trí tuệ, cái trực giác ở trên cái đối tượng đó như thế nào. À, nhưng mà những người này sẽ suốt đời mãi mãi nó cứ vậy hoài. Đó, giống như thôi bây giờ học tới lớp 12 rồi, nhưng mà bây giờ thi giám khảo ra đề khó lắm, thôi tôi học tới lớp 12 được rồi, tôi không thi, tôi ghét nó không giám khảo lắm, bắn ra đề thi gì khó thế bà. Thì sao mà mình có được cái bằng cấp, thấy không? Đó, chính cái kinh nghiệm, cái trực giác ngay giây phút đó, à, mình cảm nhận được cái đối tượng nó sanh nó diệt, à, đau như thế nào, đau trong gân, trong thịt, trong xương, nó tăng nó giảm, à, như thế nào nó thay đổi, rồi nó có thể diệt mất, à, như thế nào đó, mà mình quan sát thì mà mình sẽ kinh nghiệm được, mình sẽ hiểu biết được. À, cho nên đó là nhớ lời Đức Phật dạy, là để cái đau diễn ra trong thân, đừng có để tâm đau, à, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được sự phiền não khổ đau ở trong nội tâm. Còn nếu chúng ta đồng quá, à, chúng ta rực rãi bực bội sân hận trước đối tượng, chúng ta không chấp những cái cảm thọ thì khổ đau, thì chúng ta sẽ làm cho cái khổ đau nó tăng lên. Và lúc đó là Đức Phật nói là mình bị một lúc hai mũi tên, à, thân đau, tâm đau, à, mũi thơ một mũi tên nó trúng lên thân, và một mũi tên nó trúng ở trong cái nội tâm, thì cái sự khổ đau nó sẽ nhân lên. Còn nếu chúng ta với chánh niệm trí tuệ đầy đủ, chúng ta quan sát cái đau nó đang diễn ra ở trên thân, làm quan sát nó một cách rõ ràng, ghi nhận đầy đủ, à, và giữ nội tâm an ổn quân bình, thì chỉ có một cái đau nó đang diễn ra, và thân tâm thì, à, cái tâm thì nó được an ổn, à, chứ không phải là cái đau mà nó diễn ra mà không đau. Làm sao mà có được, có nước là mình uống thuốc giảm đau, hoặc là mình chích thuốc tê, à, nó gây tê cái hệ thống thần kinh á, thì lúc đó là cái hệ thống thần kinh ở vùng đó nó không có cảm giác được, chứ làm sao mà cái đau nó diễn ra mà mình làm sao mà thấy không đau. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Trang, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư Pháp Thanh rất là nhiều, sư đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con thấy bàn tay của Sis One. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, mô Phật, à, con kính lãnh lễ quý sư, con kính lãnh lễ quý ni, và dạ, kính chào đạo tràng. À, dạ, kính sư cho con xin hỏi. Khi mà mình thiền tứ niệm xứ thì mình quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và khi mà mình quán thọ như vậy thì mình thấy những cái sinh khởi, những cái thọ nó sinh khởi ở trong thân của mình đó. Rồi nó sinh khởi
rồi nó biến, nó sinh xong rồi nó biến mất liền, là nó sinh nó diệt. Nhưng mà có những cái mà nó nổi trội, mình quan sát mình thấy có những cái mà nó, cái đau nó nổi trội nhất thì mình quan sát nó. Và khi mà mình quan sát cái nổi trội đau nhất đó thì tâm của mình á, nó nhìn vô cái đau đó, và cái tâm nó thấy cái đau đó thì mình thấy cái tâm của mình nó đau quá thì nó có cái sân, nó sinh khởi. Và khi mình quán thọ như vậy thì cái tâm mình nó chuyển qua, mình thấy được cái tâm của mình nó sân. Thì lúc đó khi mà mình quán thọ và cái tâm mình nó chuyển qua, mình quán tâm như vậy thì có được không thưa sư? Tại vì con nghĩ, theo con nghĩ thì khi mà mình quán thọ là mình quán thọ, hay là mình quán tâm là mình quán tâm, hay là lúc đó mình có thể nhìn thấy cái tâm và mình quán thọ quán tâm luôn. Dạ, xin sư giải thích giùm con ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Dạ, cái vấn đề mà hôm nay là chúng ta quán thọ, tại vì mình đi từng phần, quán thân rồi tới quán thọ, thì ngày mai thì mới muốn bắt đầu qua cái quán tâm. Để gì? Để mình đi sâu vào một cái đề tài, để mình nghiên cứu cho nó rõ. Nếu sự thật ra đó, Đức Phật chia ra làm bốn cái nơi mà để chúng ta đặt niệm vậy đó. Nhưng mà khi mà đi vào cái thực hành thì nó không có cái sự chia rẽ từng phần rạch ròi như vậy. Không có phải là quán thân rồi mới quán thọ, rồi mới quán tâm, mới quán pháp, mà đến một lúc vị hành giả cái tâm nó đủ mạnh thì nó sẽ quán bất cứ các đối tượng nào, thân hay là thọ, tâm là pháp, mạnh nhất nổi trội lúc đó là nó sẽ ghi nhận quán sát đầy đủ đó. Cho nên á là dựa vào kinh điển thì ở Miến Điện á thì có những cái trường phái như là những cái trường thiền của nhà Mahasi, nhà Pandita thì quán thân, qua hơi thở, hoặc là phòng xẹp, rồi như phái Gonka thì quán về thọ, tức là các cảm giác, rồi như trường thiền ngày Suy Minh, hay là một số các cái trường thiền nữa thì thuần về tâm. Chú trọng về trên những cái tính chất của tâm nhiều hơn. Rồi cái những cái phái như ngày Buôn Gốc rồi đó thì quán về pháp. Nhưng mà ở đây đó thì cái không có chấp nhận cái vấn đề mà chia ra từng như vậy. Tại vì cái đề nó không có nhéo nó có hậu tương trẻ được giả sơ thời và bỏ bớt ba cái đối tượng khác
chúng ta chú vào một cái đề mục, cái đề mục chính, hay là gọi là cái đề mục là mà trụ neo, để chú tâm vô đó trước. Sau khi mà chúng ta có cái kinh nghiệm vững vàng rồi đó, thì chúng ta quan sát cả bốn cái thân, thọ và pháp. Cứ một cái này đối tượng nào nổi trội nhất thì chúng ta sẽ quan sát. Còn lúc đầu tạm thời chúng ta trú trên một cái đối tượng nào đó, một trong bốn, nhưng mà đến một lúc á thì chúng ta quan sát cả bốn, bất cứ đối tượng nào nổi trội mạnh nhất ngay trong giây phút đó, ngay trong sát na đó, chúng ta quan sát đó. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của anh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy là Sức Quanh đã xa thú kính trân sư ạ. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, con một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và Nguyên Trang kính mời Nguyên Như hồi hướng ạ. Dạ, con xin xuống hít. Vavatu sapa mangalang ratang tu sapa devata sapa buddha nufave nasada sauti pavantu te vavatu sapa mangalang ratang tu sapa devata sapa dhamma nufave nasada sauti pavantu te vavatu sapa mangalang ratang tu sapa devata sapa sangha nufave nasada sauti vâng tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng ạ. Akasattha chakumattha devanaka mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang. Akasattha chakumattha devanaka mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu ratake akasattha chapummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha chapummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu banino akasattha chapummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no sada. Idang quatame punyang asawakkhaya ahang hon tu ana. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư
Thanh Tâm, Sư Pháp Thanh, Sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng của chúng con. Kính tri ân Sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, và kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến tham gia với đạo tràng, và kính mong quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, và ngày mai sẽ là giờ giảng của Sư Pháp Thanh, và chúng ta sẽ tiếp tục học môn học về 37 phẩm trợ đạo, và ngày mai sẽ là niệm niệm tâm ạ. Dạ, một lần nữa con kính tri ân quý sư, quý cô chú Phật tử, và kính chúc mọi người có một đêm an lành, và dạ con kính tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.